Ok, xin chào các bạn. chúng ta tiếp tục tới bài số 13. Antenna W F giữa control chuột phải tấm plan. Chuột phải kết thúc lệnh F3 F4. Tôi sẽ vào cái bài số 13, ném cái bàn này vô. Detail 884 681 rồi, thì đây là một cái bàn đúng không? chắc chắn rồi, nó không thể nào là cái giường hay cái ghế được. vấn đề nó là bàn ăn hay là cái bàn để ngồi uống trà uống cà phê. thì thực ra những cái kiểu bàn như này, ấy, chúng ta được học hỏi, lai tạo những cái văn minh từ phương Tây khá là nhiều. tôi nhớ ngày xưa khi mà các cụ uống trà ở Việt Nam chúng ta là uống trà hay là uống chè thì thường cũng sử dụng cái bàn và cái bàn nó khá là cao, giống kiểu này vừa để uống trà vừa để ăn cơm có khi ngồi làm việc luôn nghĩa là một cái bàn nó có thể sử dụng được cho nhiều cái mục đích khác nhau và bởi vì nó sử dụng cho quá nhiều mục đích nên là nó không chuyên sâu vào một cái nào hết nhưng khi mà xã hội ngày càng phát triển hơn chúng ta đòi hỏi những cái đồ furniture những cái đồ nội thất nó đảm bảo cái công năng sử dụng đồng thời nó phải đảm bảo cả cái yếu tố thứ hai vô cùng quan trọng nữa đó chính là thẩm mỹ bởi vì nhờ có thẩm mỹ nó mới giúp cho con người chúng ta trưởng thành hơn. Cái đời sống tinh thần nó phong phú hơn. Và dường như cái tâm thức của chúng ta, cái tâm trí chúng ta nó khai mở được rộng hơn. Nó thoát khỏi cái thời kỳ mông muội. Nói gì thì nói, cái xã hội hiện tại so với cách đây 2 30 năm nó khác nhau rất là nhiều. Từ những cái quan điểm, cái cách suy nghĩ hay là cái cách hành xử, chúng ta dễ dàng nhận ra nó đã văn minh hơn ngày xưa. Thì với những ai đã xem nhiều những hình ảnh về nội thất chắc hẳn các bạn sẽ nhận ra những cái bàn sofa bây giờ nó chỉ cao đâu đó bằng cái mặt ghế sofa mà thôi nghĩa là khoảng tầm 400 hoặc hơn 400 chút xíu và cái công năng là để những cái đồ vật khác lên trên cái bề mặt của nó cụ thể ở đây đó là những cái ly những cái tách cà phê những cái đồ trang trí phía trên rồi thêm một vài những cái bình bông những cái chậu cây và những cái bàn kiểu này nó nên có cái chiều cao khiêm tốn thì khi mà chúng ta đặt những cái đồ vật đó lên trên cái mặt bàn chúng ta mới không cảm giác trước mặt chúng ta nó bị ngợp nghĩa là có quá nhiều những cái vật thể to lớn nó che chắn giống như có cái gì ngăn cách giữa chúng ta và cái người ngồi đối diện và như vậy nó tương đối khác với những cái bàn của các cụ ngày xưa đúng không bàn này mà để bình bông chậu cây để một vài những cái ấm trà này lên thì thôi không ừ. nhìn thấy mặt người đối diện luôn stop rồi Tất nhiên có thể các bạn cố chấp Nhất quyết cho rằng cái bàn này nó là Bàn ăn cơm chứ ạ Nghĩa là cao 750 rưỡi rồi Ok không sao Nhưng chúng ta sẽ nhận ra Khi mà xác định tỷ lệ giữa chiều cao Và chiều rộng Giờ như chiều rộng của nó Gấp đầu đó khoảng 2 lần rưỡi so với chiều cao Tương đương với khoảng tầm mét 8, ,8. Các bạn cứ tưởng tượng một cái bàn mà có cái đường kính mét 8 thì nó to khủng khiếp như nào. trong thực tế không có đúng không nhỉ? Nên chắc chắn rồi, nó sẽ là cái bàn sofa. Các bạn có thể lấy cho nó chiều cao khoảng tầm 450. Tôi sẽ vẽ một cái đường thẳng đứng này. Mặt bàn nó sẽ tính đâu đó từ cái vị trí này kéo dưới. Cao tổng thể là 450. Chia đôi thì nó sẽ nằm đâu đó khoảng này. Nghĩa là một khoản này chúng ta là 225 đúng không? Đoạn này chia đôi tiếp. Nó sẽ đầu đó tới khúc này. Nghĩa là đoạn này khoảng 112. Đoạn trên này cũng 112. Chia tiếp. Đầu đó khoảng này. Nghĩa là cái đoạn trên nó gấp đôi so với cái đoạn dưới. Mà như vậy cái đoạn phía trên này nó sẽ khoảng đầu đó 7-8 phân. Xong chưa? Lấy nó 8 phân đi. Nó có sai số mà. Và thường cái độ dày mép bàn này nó khoảng tầm 2 phân. Thì như vậy nó mới đủ chắc, đủ cứng. Mỏng hơn thì gỗ dễ cong vênh lắm. Thì cái miếng đỡ của cái mặt bàn nó sẽ cao khoảng tầm 6 phân. Xong chưa? Ok. Và như vậy chúng ta có thể tính ra luôn cái chiều cao cái chân này bằng 450 trừ đi 80 còn 370. Rồi, chân dễ vẽ luôn. Giữ cần trơn chuột phải line. Này. Phần trên không quan sát thấy cái vẽ này đi. Zoom lên zoom xuống. Zoom lên zoom xuống. Ở đây nó có cái khớp Rồi à, chắc chắn đây nó sẽ có khớp luôn Backspace Hơi khó quan sát nhỉ Ok Nếu mà nó chụp trực diện ấy, thì ngon luôn bởi vì nó chụp theo góc phối cảnh nên là cái vị trí này ấy, các bạn tưởng chừng các bạn tưởng như là đồ xuống phía dưới nhưng thực ra nó chỉ tới khúc này thôi Chợt phải chợt phải bấm số 1 quen toàn bộ để con đã sau đó vào modify list bấm chữ list Exit Kéo này Flip Cũng không cần kích vào well core well core khi mà các bạn kéo Cái điểm đấy vào cái vị trí chính tâm Thì nó hàn cái tâm nó lại Nhưng chúng ta không có tâm Tăng sang mần lên một chút Stop Tiếp tục này Live vertex Kích vào đây So I know on option go. Smooth. Smooth luôn. Đưa chuột vào đây. Nó hiện cái biểu tượng này. Các bạn có thể kéo nó rộng rồi. Fillet. Dạ. Yeah. Chỉ nó một chút. kéo cái này cho nó rộng ra một chút các bạn để ý cái lưới tôi đi nó khá đều nhau đúng không hơi nhỏ rộng một chút Xóa điểm này đi Xóa luôn điểm này Ok Ngon rồi Kế tiếp Giữ Ctrl Vẽ một cái rectangle Chiều cao 370 Bấm phím G tắt lưới đi Kéo nó sang đây Keo. Rồi, nó sai số một vài ly đâu quan trọng Có phải là cơ khí chính xác hay là cắt bằng CNC đâu Cái tiếp tới phần mặt bàn Có vẻ nó phức tạp hơn một chút Bây giờ chúng ta đã xác định Cái độ dày mép trên này khoảng 2 phân đúng không Cái phần đỡ này 6 phân Và nhìn theo tỷ lệ này Tôi có thể đoán cái phần đỡ này nó giật vào so với cái mép ngoài này đầu đó một khoảng 4 phân. Độ dày cái phần viền 2 phân. 1 2 3 4 5. Rồi. Cái bản này chúng ta sẽ có cái kích thước rộng đầu đó tầm một tấc. Ok. Use control rectangle 20, 100 Ở dưới chúng ta có phần đỡ này nữa đúng không? Giật vào 4 phân Và nó sẽ rộng đâu đó khoảng 6 phân Giữ ship copy xuống Cao 60 Rộng 60 luôn Bật bắt điểm 3D đây Kéo vào đây Tắt cưỡng bức theo trục. Tôi hoàn toàn có thể convert đối tượng này sang SPLine. Trượt phải. Attack luôn. Với cái thằng phía trên. Trượt phải kết thúc lệnh. Cái tiếp tôi sẽ bấm số 2 này. Quét từ trái sang. Trùm cái cạnh nhỏ này. Còn nếu các bạn kích như này. Thì nó sẽ bắt cái thanh dài phía trên. Tôi đang muốn bắt cái thanh nhỏ của cái hình vuông này thôi. Xóa đi. Còn với cái thành phía trên tôi sẽ bấm số 1. Hiện tại cái điểm này nó đang kết nối giữa hai cái segment này. Dính chặt vào nhau. Bây giờ muốn tách nó ra. rất là dễ. Tôi sẽ chọn cái điểm này. Sang modify. Nó có cái mục là break. Break dịch trong tiếng Việt có nghĩa là phá khối. Phá vỡ. Break. Cầm này, kéo này. Thấy không? Tách rời luôn thế trong trường hợp mà các bạn muốn hàn nó lại, muốn kết nối nó lại rất là dễ, tôi sẽ quét hai cái điểm đó, bởi vì nó đang ở xa nhau nên là tôi sẽ phải gom nó lại đúng không? rồi sau đó chúng ta mới hàn được, Chứ xa này đâu có hàn được. để gom nó lại tôi sẽ kích vào fuse gom. chú ý là mới chỉ gom thôi nha, còn cầm cái điểm này này kéo ra nó vẫn rời. Này thì sau khi gom rồi đấy quét hai điểm này Mình kích vào well well là hàn hàn nó lại dễ chưa bây giờ nó dính chặt với nhau này ok tôi sẽ break nữa thực ra có nhiều cách làm muốn làm cái kiểu này để cho các bạn nắm bắt được lệnh thôi ra đây thì cái điểm này của tôi bây giờ sẽ phải hàn vào điểm này đúng không chọn cái điểm này bấm SC này, bật chế độ bắt điểm 3D. Cầm theo mặt này, dí vào đây. Dính chặt rồi, quét hai điểm này. Well. Ok, có cái điểm này. Tương tự. Bắt dính vào đây. Quét. Well. Bởi vì nó dính chặt với nhau rồi các bạn, kích thẳng well luôn, không cần fill nữa, fill trường hợp là xa thôi. Cái điểm này dư này, bấm delete xóa. Ok xong chưa nhỉ Các bạn stop lại video Tù lại Những cái kiến thức mà tôi vừa nói đấy. Nhớ thật là kỹ Chỉ có break này Feel này Well này Rất dễ Stop Ok Quay sang đây Chúng ta làm luôn cái phần viền màu đen này Nó là cái miếng để đỡ cái tấm kính này đúng không? Cái phần mép này lấy nó khoảng 5 ly Giật xuống một phân Ra đây 3 phân Giật xuống 5 ly Ok chơi luôn Lần này tôi sẽ vẽ khác đi một chút Trượt phải rectangle này Xuống đây này Trượt phải cái thu lệnh Chiều cao 15 width 5 ly Nghĩa là chiều cao từ đây xuống dưới này này Chỗ này là xuống một phân Chỗ này xuống tiếp 5 ly đúng không Thì tôi đang vẽ cái hình chữ nhật này này Ok Giữ Ctrl Rectangle Chuột phải kết thúc lệnh Dày 5 ly nếu mà tôi vẽ 3 phân Thì chúng ta sẽ xếp vào đây đúng không Nhưng bây giờ tôi sẽ vẽ cho nó 35 luôn Thì đồng nghĩa việc Tôi sẽ bắt điểm này này Đưa vào đấy đấy Ok Chuột phải convert sang SPLine Chuột phải Attack luôn với cái hình chữ nhật này Kế tiếp Các bạn chú ý này Tôi bấm số 3 để đứng ở cấp độ SPLine thì ngay lập tức cái dòng stream này nó được kích hoạt lên. Còn nếu các bạn đứng ở cấp độ 1, cấp độ 2 là nó không hiển thị nhé. Thế như vậy là gì? Trong cái bảng công cụ này tùy thuộc vào các bạn đứng ở cấp độ nào thì những cái công cụ đó nó mới được highlight lên, nó sáng lên để cho các bạn xài. Còn nếu các bạn đứng không đúng thì nó sẽ ẩn đi. Được chưa? Rồi, tôi đứng cấp độ 3 stream. Kế tiếp, tôi kích vào cái ô stream này. Đưa chuột vào đây Thì cũng giống nhau tôi kết thôi Một cái đường line đi qua Hai cái đường line khác Thì khi đưa chuột vào đây tự khắc Nó cắt bỏ đi cái đường line này Đó đây nữa này Xong chưa Chuột phải kết thúc lệnh Rồi sau đó tôi sẽ chuyển đến cấp độ 2 Quét Trùm cái cạnh này Thì cái cạnh này lúc đầu nó là cái cạnh Thuộc hình chữ nhà này đúng không Rồi xóa luôn Tương tự quét từ trái sang trùng với cạnh này. Cạnh này lúc đầu nó thuộc cái hình chữ nhật ở phía trên này mà. Ok, xong chưa? Rồi, bây giờ tôi mới bấm số 1. Quét những cái đỉnh này, queo well nó lại. Quét những cái đỉnh này, queo well nó lại. Thì có thể các bạn sẽ thắc mắc cái thông số 0.1 mm bên cạnh cái chữ well là gì? ta vẽ cái rectangle này Lang 30 width 30 Convert sang SP line Bấm số 2 Xóa cạnh này đi Ở đây tôi có hai cái đỉnh đúng không Trong cái trường hợp Cái ô này Tôi để nó thành 31 bởi vì khoảng cách này của tôi đang là gì? 30 Và tôi kích thẳng vào chữ weld luôn, khỏi cần fill. Thì tự động hai cái điểm này nó lao vào nhau. Gặp nhau ở chính giữa và hàn với nhau lại. Xong chưa? Trường hợp cái weld này các bạn để khoảng 30 Nó cũng lao vào nhau Y như là với thông số 31 Hàm chặt lại Còn cái trường hợp Tôi để cái well này Nhỏ hơn 30 Ví dụ như là 29 này, Chấm 9 Kích vào well này À không được Thì nghĩa là cái thông số này nó chính là gì Ngưỡng hàn Khoảng cách giữa hai điểm này trong thực tế ấy, Nó phải nhỏ hơn hoặc bằng Cái ngưỡng hàn này Thì khi kích vào well nó mới ăn nó mới hàn lại còn nó lớn hơn cái ngưỡng hàn này thì các bạn sẽ phải làm thêm một cái thao tác đó là kích vào fill sau đó mới kích vào well hình dung không rất là dễ mà rồi stop rồi đưa cái này vào đây luôn các bạn có thể để cho nó dịch ra một chút giống như kiểu tạo khe hở đấy hoặc đơn giản nhất là chúng ta sẽ fillet mấy cái đỉnh góc này. Corner. Ok. Fillet các bạn biết rồi đúng không? Nó là bo tròn góc. Nghĩa là tôi có một cái điểm này. Chính là cái tâm hay là cái tim của cái hình tròn. Nếu các bạn nhập cái thông số fillet trực tiếp trong cái ô này. Ví dụ 3 phân chẳng hạn. Thì cái cung tròn này của tôi nó sẽ có cái bán kính là 30 Rất là dễ thôi Ở phía dưới nó có cái mục chamfer khác một chút Đó là vắt cạnh Thì cũng tương tự Nếu các bạn kích vào cái điểm này Kéo tay Nghĩa là dựa vào cái cảm nhận của chúng ta thì không nói Còn nếu nhập cái thông số Cái số liệu trực tiếp vào cái ô này Ví dụ 20 chẳng hạn Thì thằng 3DS Max nó sẽ tính toán giật cái đoạn này này lùi lại 20 cái đoạn này này lùi lại 20 và nó nối cái cạnh như này đúng không tôi quét cái điểm này kích vào chamfer sau đó nhập vào đây là một ly bắt nhẹ nhàng vậy thôi thử lệnh tương tự điểm này fillet nhìn thấy fillet này trông nó kỳ kỳ đúng không do cái điểm này nó không phải là cái dạng corner đó các bạn nên chuyển về dạng corner sau đó chúng ta fillet lại này xịt sò chưa đó là lý do mà tôi nói với các bạn nên quét chọn những cái điểm đó và để nó về cái định dạng corner thì khi fillet ấy nó sẽ chuột ok chuột phải attack luôn cho nhanh chuột phải kết thúc lệnh sang đây bắt đầu từ cái điểm này tính tới cái mặt bàn là bốn trăm rưỡi kéo dựng cái chân này sang đây từ chân tới mặt bàn cao bốn trăm rưỡi chúng ta có một khoảng hai khoảng 2 khoảng rưỡi nghĩa là cái đường kính mặt bàn này nó có cái kích thước đầu đó lớn gấp 2 lần rưỡi so với chiều cao từ chân tới cái mặt bàn này. Như vậy cái đường kính mặt bàn này nó rơi đâu đó khoảng tầm mét mốt. Rồi chơi luôn. Đưa này ra đây. Vào thẳng mô Felix luôn. Bấm chữ L. Chọn Let. Kích vào đây. Chọn Exit. Cầm kéo đây. Và để cho chính xác. Tôi sẽ vẽ một cái rectangle. đấy chuột phải kết thúc lệnh quit 1100 đó đều đây tôi nói là các bạn không cần quá chính xác sai số một vài ly đâu quan trọng đều đây xong chưa bỏ cái flip đồng đi như này mới chuẩn rồi ngon Còn cái tấm kính à Lại về tấm kính đó. Đứng trên vào nhìn top đây Kính thì các bạn có thể sử dụng Cylinder Chợt phải cái thúc lệnh Size tăng lên một chút hai 2 Segment Chọn về 1 hai Để 50 đi đã Bán kính thì tôi có thể xếp xem xem vào đây chỉnh tay thợ nó cắt còn sai nữa rồi online x y center center apply chụp z mắc bằng mắc tăng size thêm một chút nữa cho nó rộng ra một chút nữa đó để cho cái vật thể này của chúng ta này cảm giác nó trong suốt giống như kính các bạn chọn vào nó trượt phải kích vào object property nghĩa là những cái thuộc tính của cái đối tượng sau đó kích giúp tôi vào chữ see through nghĩa là nhìn có thể xuyên qua được ok vậy là ngon xóa hình chữ nhật đi Tiếp tục tới khúc 2 này Đó là cái chân này chúng ta nó xếp bốn xung quanh cái mặt bàn Dường như nó quay xung quanh Một cái tim đi qua chính tâm cái mặt bàn này. Tôi cầm cái chân này kéo đây Thì các bạn có thể thấy Cái pivot nghĩa là cái hệ trục X, Y, Z chúng ta nó nằm ở đây Và mặc định khi các bạn cầm kéo này Hay khi các bạn bấm phím E xoay nó đều làm việc quanh cái pivot đó thấy đúng không thế như vậy chỉ cần di chuyển cái pivot này cho nó ra một cái vị trí nào đó cụ thể ở đây chính là cái tâm của cái bàn này thì khi quay các bạn sẽ được cái chân này nó chạy đúng theo cái dạng hình tròn lấy cái tim của cái hình tròn làm cái tâm quay để gọi một cái pivot của bất kỳ một cái đối tượng nào trong 3ds max ra tôi sẽ bấm phím insert trên bàn phím Nghĩa là trên cái phím delete này Rồi cầm kéo ra Thấy không Rất là dễ Nó là một đối tượng thực sự Và các bạn hoàn toàn có thể align nó Căn chỉnh nó Hay là bắt điểm nó vào bất kỳ một cái điểm nào Còn để thoát Cái pivot này ra Tôi lại bấm phím insert lần nữa Thấy không Rồi Ok Nhưng bây giờ cái việc đầu tiên của tôi ấy, là phải xếp cái chân này này Bởi vì chân này nó là một vật thể mà Pivot này nó là một vật thể Cái chúng ta cần quan tâm trước Đó là cái chân này Nó phải xếp đúng vào cái vị trí Ngay phía dưới cái mặt bàn này đã, Và đứng ở trên vùng nhìn tốt Nó phải nằm đâu đó Đúng cái vị trí ngang này Thì khi xoay nó mới chuẩn được giờ tôi sẽ kéo cái chân này FZ Bấm y Đưa cái pivot lại gần cho dễ điều chỉnh bấm insert thoát ra kéo xuống dưới đặt ngay vị trí dưới này. bởi vì tôi đang nhìn trực diện mà Nên chỉ có thể xếp như này thôi các bạn cũng có thể ở rồi ngay dưới đít nhưng hiện tại nó đang nằm hơi xa đúng không nên là tôi sẽ phải căn chỉnh nó theo phương trục y kích vào line này kích vào đây nói là gì theo phương trục y này center bằng center ok thì bây giờ đấy cái chân của các bạn nó mới nằm chính xác theo phương trục y với cái tim này cái tiếp tôi sẽ bấm insert gọi cái pivot ra ở với cái mặt kính này luôn x y và z tôi sẽ để pivot point bằng center cũng được bằng pivot point cũng được ok luôn sau đó bấm insert thoát ra bấm phím e bấm phím a chuột phải vào đây angle 90 độ giữ shift copy một phát để instant cũng được hai ba rồi xong à, xin lỗi cái mặt bàn nó đang hơi cứng fillet nó một chút corner rồi cố gắng hoàn thiện cái bàn này trông nó đẹp đẽ một chút nha ok hẹn gặp lại các bạn trong những tutorial kế tiếp